người thân mời mình ghé giao lưu tham khảo một cái linh san Tanuki ghép đao điểm. Cái này đã sống khỏe rồi. Cái này cái mã số là 407, có tổng số đồ hành gốc là 34, chiều cao là 21, đang nằm chậu nuôi là 25. Cái này nhà vườn xin giao lưu nhanh luôn là 500k, bao ship không chậu nha. Cây sống khỏe rồi, cây ghép đao điểm nha. Cái này nhà vườn ghép cũng được vài năm rồi, vô dây cũng hai ba nước rồi nha cả nhà, thành phẩm rồi. Cây này, này xương này, cái diện da này nó liền luôn nha cả nhà, diện da này liền luôn rồi. Cây tanuki ok ghép đao điểm. Cái này cái mã số là 407, nhà vườn xin giao luôn nhanh luôn là 500k, bao ship không chậu nha. Cây VIP, cây khá là đẹp luôn này, nhất chút tàn nữa này, già già rồi nha, chưa xuống nó già rồi nha, cây thành phẩm rồi. Rồi nhà vườn xin qua cái này luôn,